Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện công việc đó là chuyển cái file mở rộng là PSD sang file mở rộng là HTML. Đầu tiên các bạn khoan hãy bắt tay vào làm luôn, mà các bạn hãy để ý, các bạn quan sát làm sao mà những cái gì chúng ta sẽ lên cắt, những cái gì không nên cắt. Cái đầu tiên chúng ta cần cắt đó là cái logo này. Cái tiếp theo nữa đó là cái search này. Cái tiếp theo nữa đó là cái mũi tên chỉ sang left này, chỉ sang right. Cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cắt một cái này đi. Cái này cho nó trưng thôi. Tiếp theo nữa là cắt một cái sản phẩm, đại diện một cái sản phẩm. Tiếp theo nữa là cắt được cái ảnh quảng cáo. Tiếp theo nữa đó là cái này giống cái trên thì phải bỏ qua, cắt được cái ảnh nhãn hiệu nổi tiếng và cái cần top này nữa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào công việc cắt. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một project. Project này chúng ta sẽ thực hiện ở đây đi. Chúng ta sẽ thực hiện ở đây. Các bạn thích dùng phần này mình sẽ dùng NetBeans, dùng HTML5. Ok, ví dụ như là web. Ok. Ok. Trong đây chúng ta sẽ tạo ra hai thư mục nữa. Một thư mục để chứa ảnh và một thư mục để chứa ảnh những cái ảnh mà chúng ta sẽ cắt ra đấy, và một thư mục nữa để chứa file CSS. Enter. Ok, chúng ta đã có tạm thời như vậy. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cắt ảnh để vứt trong cái thư mục này. Cái thư mục này các bạn thích để đâu thì để nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi cắt cái logo đầu tiên. Các bạn thích dùng công cụ nào thì dùng nha, mình dùng crop. Dùng công cụ crop để cắt lên cái ảnh này. Các bạn ở dưới dạng web, hoặc là chúng ta có thể dùng phím tắt đâu nhỉ? Thôi chúng ta để save for web, chúng ta có thể dùng chúng ta Control Shift and S, Control Shift F. Các bạn sẽ để ở dạng spec medium, save. Vậy để mình để ở trong thư mục, quên thư mục này nó là thư mục Sam web. Đây thư mục của mình, đây mình sẽ bắt ở trong đây. Ok, cái này sẽ đặt tên là logo. Save. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái search box. Control Shift and S để lưu nó cho web. Cái này là search box. Enter. Ok, quay trở lại. Tiếp đến chúng ta sẽ cắt một cái sản phẩm khuyến mãi đi, đại diện thôi. Ok, Enter, Control Shift and S, Enter, khuyến mại, Image, Enter. Tiếp đến sẽ cắt được một cái sản phẩm, cắt ra một cái sản phẩm đại diện, không,
chuẩn đi. Dùn quá đi mất. Chuột kẻ quá mà chưa có tiền thay. Enter. Chuột xịn nữa. Sản phẩm đi. Enter. Ok. Tiếp đến là chúng ta sẽ cắt một cái ảnh quảng cáo này. Chúng ta làm tương tự. Quảng cáo. Cái này chúng ta cắt từ trên rồi thôi, bỏ qua. Tiếp theo là cắt cái những cái nhãn hiệu nổi tiếng. Ok. Tương tự. Chúng ta new. Cái này là nhãn hiệu. Ok, chúng ta tạm thời cắt những ảnh như thế. Thời gian cho nó nhanh, mình chỉ cắt những cái đơn giản thôi. Còn những cái màu như thế này, ví dụ màu nền của cái menu này thì chúng ta có thể đổ CSS được. Chúng ta càng cắt ít ảnh mà làm được như thế này, giao diện như thế này càng tốt. Nếu mà dùng CSS được thì càng tốt. Cắt nhiều ảnh như thế làm cho web càng ngày càng nặng thôi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi xây dựng cái layout. Chúng ta đi cắt các icon cần thiết rồi, chúng ta chuyển sang bước đó là xây dựng layout. Chuyển nó thành HTML và CSS. Bạn để ý là trong đây mình sẽ xây dựng những cái div. Đầu tiên là cái div bao quanh, div wrapper ấy, bao quanh tất cả các khối div bên trong. Và tiếp theo nữa là xây dựng cái div bên trong là header, rồi div menu, div slide ảnh chạy và div chứa sản phẩm khuyến mại, div chứa sản phẩm mới, div chứa quảng cáo. Và dưới cái div quảng cáo là div sản phẩm bán chạy. Dưới cái div sản phẩm bán chạy đó là cái div nhãn hiệu. Và cùng là cái div footer. Ok, mình sẽ đi xây dựng từng bước một. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xây dựng cái div bên ngoài cùng. Mình sẽ đặt là ID đó là nhóm 9. Nhóm 9 để chữ thường mình cho nó máu. Tiếp theo nữa là đi xây dựng một cái div, đó là div header. Tiếp nữa là một cái div div dưới là div navigation. Tiếp dưới cái div navigation là slide. Dưới cái div slide đó là cái div cái gì nhỉ, dưới div slide là div khuyến mại, là div khuyến mại promotion. Dưới cái div khuyến mại là div cái gì nhỏ, div sản phẩm mới. New product. Chơi tiếng Anh cho nó sang. Deep ở bên dưới là deep quảng cáo. ADS. Enter. Deep tiếp theo là deep. Cái này là deep. Cái này là đúng. Deep là deep bán chạy. Thì mình nghĩ cũng là product. Sorry các bạn, bởi vì khi mà các bạn nhìn ở đây nhé, có hai khối giống nhau, khối sản phẩm mới là khối bán chạy này, có giao diện và các vô cục giống nhau, thì mình lên để làm định dạng giống nhau. Để thuộc tính mình sẽ để class, mình sẽ không để ID mà để class, để cho nó class, để cho nó nhanh, đỡ mất công code. Đó, class với ID là gì các bạn chắc biết rồi, mình không giải thích nhiều.
Và dip tiếp theo nó là dip nhãn hiệu. ID brand. Và đi cuối cùng là footer. Ok, các bạn chú ý nhé. Ở đây nó có một cái điểm hơi đặc biệt, đó là cái sản phẩm, cái giao diện này có cái header này, menu này, slide này, nó rộng hơn cái này, rộng hơn cái bên dưới này, cái trung tâm, cái nội dung này, và cái footer cũng rộng hơn nội dung. Vậy thì những cái nội dung chính này mình sẽ cho vào một cái div nhỏ, một cái div ví dụ content chẳng hạn, từ đây này đến đây này, cột vào thì nó dễ nhìn này. Ok, đây mình sẽ xây dựng một cái div, div content, div id bằng content. Ok, để cho nó bọc lại, bao bọc cái nội dung, cái khuyến nội dung khuyến mại này, sản phẩm mới này, rồi sản phẩm bán chạy. Ok, như vậy là cũng tương đối rồi. Cái này để mình sửa lại cái tiêu đề với nhau. Ok, rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi vào một cái file, đó là file CSS. Chúng ta link ở bên trong đây, file style, tên là style. Ok, ở bên đây chúng ta sẽ phải link đến cái file đấy, link rand rand styles href unique unique method đấy, reps add style type CSS. Ok, chúng ta tạm thời sẽ là như vậy. Tiếp theo chúng ta bắt đầu đi xây dựng làm đẹp cho trong web nhé. Ví dụ đây là header này, navigation, smile, khuyến mại, sản phẩm mới, cáo, bán chạy. Cái này các nhãn hiệu nổi tiếng, cái này là ở bên dưới gọi là footer. Ok, các bạn để tí nữa mình nói sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa mỗi cái duyệt có một cái quy định khác nhau về kích thước. Mình sẽ đưa chúng về mặc định các cái margin, margin cho không một cái kết thúc. Mình cho một không. Ok, đầu tiên chúng sẽ đi style cái đầu tiên này là cái header, cái logo bên trái và cái search box bên phải. Ok, đầu tiên là cái ID logo, ID header. ID header là mình sẽ cho nó cao khoảng tầm 150 pixel rộng. Mình quên đấy, quên
những cái rapper đầu tiên chứ nhỉ? Cái ID là nhóm 9. Cái này sẽ cho độ rộng là width 1300. So tương đối lớn đấy. Cái 2 2 này sẽ cho cao 1000 đi chẳng hạn. 1300 đi ạ. Cho vuông. Và margin các bạn muốn cho nó ra giữa thì các bạn phải để thuộc tính là zoom và trên dưới được không. Ok, cho background là background cho màu gì đấy, cho màu này đi cho nó đây, màu này đi cho nó đổi. Ok, các bạn đã nhìn thấy xem nó ra hình gì chưa, mình chạy máy ảo nữa. Mình sẽ để như thế này, localhost web enter đây, từ một đây nó đã ra giữa. Vâng, mình sẽ căn chỉnh, tự căn chỉnh hai bên cho các bạn. Ok, nó đã ra hình rồi. Bây giờ mình sẽ đi xây dựng từng khối, từng cái deep nhỏ bên trong. Cái header này chúng ta sẽ dựng background. Background cho màu này đi. Khác để. Ok, header. Nào vậy, header nó đã ra được cái địa hình của các bạn rồi đấy. Ok, bởi vì header bên trong đây nó sẽ có một cái logo và cái search box, thì mình sẽ chia làm hai div, một div để chứa cái logo và một cái div để chứa search box. Ok, cái này mình sẽ dẫn một cái ảnh vào đây. Let's see. Quên. Image chính là cái logo đấy. Quên giờ. Set box sẽ chọn một cái image, see image set box. Ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ style cái này nhá. Đầu tiên là cái ID logo, chúng ta sẽ cho nó float căn về bên trái left và bên trên là ví dụ như là 20, so bên phải auto, bên dưới auto, bên trái 30. So ok, tiếp theo đến cái ID insert bóc này là mình cho nó float right. À mình quên chưa nói với các bạn, header này mình sẽ phải để cái position reality, thì bên dưới đây mình sẽ để cái position absolute. Các bạn có thể search trên mạng để làm gì. Ok, đây là vị trí tuyệt đối thôi mà. Ok, cái này sẽ cho nó cách bên trên giống như cái bên trên là 20 pixel, bên phải là 30, bên dưới auto, bên kia bên trái auto. Ok, mình quên đấy, cái nhóm 9 cái rapper mình phải cho một cái position
Renity. Giờ sẽ ra trang trang chủ để refresh xem như thế nào nhá. Ok, nó đã ra rồi. Cái này nó hơi cao, mình cho nó xuống dưới một chút đây. Các bạn phải cho nó xuống dưới, các bạn có thể dùng Firefox hoặc là mặc định của 50 đúng không, mặc định của trình duyệt 50 pixel, các bạn làm thế nhanh hơn nhiều. No go Friday 50 pixel. Ok, giờ mình sẽ cho nó trắng đi, trắng đi, FFF. Ok, refresh. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ xây dựng cái deep menu. Đây, deep menu. Đây. À, chúng ta quên, chúng ta phải quên chú thích đấy. Chúng ta tập cái thói quen là chú thích vào để người khác đọc có thể hiểu được. Ví dụ đây là hết là cái nhóm 9 chẳng hạn. Ok, chúng ta có thể làm tương tự cho những cái deep khác. Ví dụ như là deep này chẳng hạn, như là deep header. Rồi các bạn tương tự làm những cái gì để cho clip ngắn mình làm nhanh thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng deep menu. Và trong deep menu này sẽ như thế này chúng ta sẽ có những cái URL để chứa những cái NI như thế này. Đây, mình sẽ xây dựng cho các bạn dễ dùng hơn. Ahrefs. Okay. Ví dụ như là đây là trang chủ đó. Trang qua bộ chữ sao cũng nên hồi cái này trang chủ. Ok, copy vào tầm 5 cái trang chủ. Tiếp đến là tin tức chẳng hạn. Tin tức xong đến gì nữa nhỉ, giới thiệu sản phẩm. Trong các bạn ý, trong đây mình sẽ chia làm hai deep nhỏ cho cái menu này, tại vì bên đây sẽ chứa những cái menu, còn bên đây sẽ chứa những ô đăng nhập và đăng ký. Các bạn chú ý nhá, đây mình sẽ xây dựng một cái deep này sẽ chứa cái phần menu. Còn cái deep dưới đây sẽ chứa đây. Deep này ID bằng menu. Deep bên dưới mình copy nhanh nhá. Deep bên dưới mình sẽ chứa cái login. Cái login này chỉ có hai cái thôi, mình xóa vậy đi. Cái này sẽ là đăng nhập. Đầu tiên mình sẽ đi xem cái menu trước nha. Menu. À, để ra navigation trước. Nav. Hey. Vậy nên đi show. With.
1.300 pixel. Ok. Tiếp theo nó đến cái menu. Menu ULI. Các bạn sẽ phải cho nó nằm cùng chiều dọc. Hiện tại thì nó sẽ nằm theo chiều dọc, nhưng mà khi mà mình float, mình làm cho nó trên một đường ngang thì chúng ta phải sử dụng cái thuộc tính là float left. Ok. Đây, các bạn muốn gắn thuộc tính cho cái chữ A đây, chính là cái này này, nó chịu ảnh hưởng của thẻ A thì chúng ta sẽ ghi đây là A. Nó in hòa hết nhá. Để transform uppercase list. Ok, transform list from size, from size 16, so from width. Thế nào? Refresh. Ở đây nó đã nằm trên một đường trên một hàng rồi đây. Tiếp theo chúng ta để cho nó một cái màu đi. Màu của cái menu là ví dụ màu đen đi. Ở bên đây chúng ta sẽ phải muốn cho nó cách xa nhau này. Những cái này nó cách xa nhau này. Thì chúng ta sẽ phải để một cái padding. Padding cho nó 10 pixel. Thử xem. À, đấy, các bạn đã thấy rồi đấy, nó có màu đen. Ok, mình sẽ cho color màu trắng. Line hết. Ok, đến đâu nhỉ? Đến cái phần này rồi đúng không? Ok, refresh. Ok, các bạn muốn cho nó ra chính giữa phải không? Các bạn chỉnh này cho nó nhanh. Mình thường làm này, đỡ mất công. Các bạn cho padding này tăng này. Và cái thêm một thuộc tính nữa. Đây là hết đây, cho nó ok, cho nó thành 70 pixel. Tôi đưa 68 thì chân đẹp. Bao nhiêu? 13 thì. Các bạn không muốn cái chấm chấm này, UL này, thì các bạn bỏ đi vào trong đây. 68 nhá. 68 và mắm một cây nhé. Này hết 68. 31.000. 68. Tụi tụi đây. Padding 20. Các bạn muốn cho nó không còn cái chấm nữa thì còn thuộc tính là list style none. Ok, refresh. Đó, các bạn thấy nó mất luôn cái dấu chấm rồi. Tiếp theo có list style cái div đăng nhập với đăng ký. Được rồi, div login đúng không? Login. Cái này viết đúng là gì? Xem lại nào. Login đúng rồi, chính xác. Các bạn muốn cho nó ở bên phải thì các bạn cho float right. Margin
Martin, các Martin, Martin top đã đi rồi. Đây là ID của login này, sau đến UL này. Không, sẽ dùng thẻ A. Ôi, nóng quá. Rồi, tiếp tục. Ok, mình sẽ định nghĩa cho cái lợi này mất đi cái dấu chấm. Then this style xóa cái này đi. À, cái này sẽ thành A này. Xóa này đi. Ok. Refresh. Ok. Bây giờ chúng ta đi style cái slide ảnh chạy. Đây cái slide ảnh chạy đây. Bởi vì sau này mình sẽ là cái dữ liệu động nên bởi vì cái dữ liệu động sau này mình đổ vào thì bây giờ mình sẽ làm cái ảnh nhá. Hoặc là mình để không, sau này mình sẽ đưa ảnh vào sau. Slide đây. Là slide ảnh. Bây giờ mình sẽ đi style ấy. ID slide này. Rộng 1200
Slide sẽ là như thế, sau này mình sẽ đưa vào dữ liệu sau. À, các bạn muốn cho nó thay đổi cái này khi mà hover qua ấy, mà hiện tại nó mất luôn cái gạch chân này, mình sẽ làm như sau. Cái nào nhỉ? Navigation take decoration. Chân ok, chúng ta thấy nha. Tiếp theo đến chúng ta sẽ đi style cái sản phẩm khuyến mại. Sản phẩm khuyến mại, các bạn chú ý là trong sản phẩm khuyến mại thì mình sẽ chia làm hai cái div. Cái div thứ nhất đó là chứa cái khuyến mại này, khung khuyến mại này. Cái div thứ hai là chứa cái hình ảnh sản phẩm khuyến mại. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi style nó. Đợi khuyến mại đây. Sẽ chứa một cái div. Tiếp này sẽ là ID bằng title, title sẽ có một cái H2 chứa là khuyến mại, sẽ ở bên trái một cái H5. Cái này không có H5, không có để dùng bên này, không có nội bên phải, chúng ta bỏ qua, chỉ cần style cả. Tiếp theo nữa là một cái div này để chứa hình ảnh cái mại promo meet. Chưa hiểu cái mạng image.csc, chúng ta sẽ dẫn đến cái ảnh mà chúng ta đã cắt, cái ảnh khuyến mại đấy. Chúng ta sẽ cho nó tầm 4 cái rồi đấy, 4 cái rồi đấy. À quên, các bạn nên cho một cái class để định danh kích thước và các cái độ rộng của nó. Ví dụ class này là promo image chẳng hạn, copy paste, một cái này mình sẽ xóa đi. Ok, giờ chúng ta sẽ đi style cái thay thổ lên trước để cho nó ở bên trái có cái đường viền đỏ đỏ và một cái nội dung bên dưới là thuộc về cái deep promenade. Quá đi mất, hy sinh về kỹ thuật. Đầu tiên là đi style đây. Style cái promo vào cái chiều cao, cái độ rộng của cái div content chúng ta đã định nghĩa ở bên đây. Thì chúng ta chưa định nghĩa cái div content phải. Content đúng rồi, chúng ta chưa định nghĩa cái div content. Content nó sẽ ôm những cái
đây, còn đây nó sẽ ôm những cái này thì chúng ta sẽ đây nó sẽ ôm những tất cả những cái phần bên dưới thì chúng ta sẽ đi style nó trước để nó ra định hình. Content width 1000 chẳng hạn, 1000 pixels, 1000 pixels, và cho nó marking cho nó auto ra giữa, sẽ căn chỉnh giữa. Tiếp theo đi đến cái phần này, rộng bằng cái content, bằng cái content promo xong đâu đấy sẽ đi định nghĩa cái title này nó sẽ ở bên trái đúng không nhỉ, đúng rồi, chính xác, title nó sẽ ở bên trái left. Có cái border, các bạn cũng cho nó cái viền đường viền nhỏ đấy thì các bạn cho nó border dưới là như thế, cho màu đỏ solid, ok new vào. Các bạn muốn cho nó cái chữ khuyến mại ấy, nó được in đậm và căn chỉnh cho nó dễ title thì nó là ở cái h này, như là h mấy đây, cái là h2 đúng không, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của thẻ h2 của ID là title. Text à, không cần color black, ok chọn refresh sẽ ra cái gì nào, đó nó đã ra rồi đấy, chuẩn bị nó đã hình dung ra được cái layout bên dưới nó sẽ như thế nào. Công việc của chúng ta bây giờ là cần chỉnh lại cái khuyến mại không sai hơi to, không sai của chữ khuyến mại hơi to, sai cho tầm 17 thôi, 17 cái này hơi xít nhau thì chúng ta sẽ đẩy nó xuống promo marking cho 10 pixel đi thì nó sẽ được đẩy xuống. Tiếp theo cái title refresh là cái gì nào, đó nó sẽ đẩy xuống, cái title này cho nó width à, từ đã rồi chúng ta start cái bên dưới đi, start cái promotion image. Chúng ta cho nó xuống đây thì chúng ta nên để một thuộc tính xuống đây thì chúng ta sẽ viết một cái clear box, các bạn tự tìm hiểu cái phần cái thuộc tính này có giá trị gì nhé, mình sẽ cho nó ở đây div class row, ok cho trên promo, ok refresh sẽ nó ra hiện tượng gì nào, đấy nó sẽ xuống dưới, các bạn thấy cái đường đỏ nó hơi ngắn đúng không, chúng ta sẽ cho nó width cái border bên dưới đây width 1000, các bạn refresh xem nó ra
đó nó sẽ ra ngay. Tiếp theo chúng ta style cái ảnh này nhìn nó đẹp, chúng ta thêm một cái ảnh nữa cho nó đều. Rồi chúng ta sẽ đi style từng cái độ rộng khoảng cách của cái ảnh. Cái trên ID nhé, bên dưới là mask. Mask trên là 5 pixel. Bên dưới à, bên phải là cũng là 5. Bên dưới là auto. Bên trái là 5. Ok. Refresh xem nó ra nào. Nó hơi thừa một cái. Ok. Mình chỉ cần lấy 4 cái thôi. Mình sẽ xóa đi một cái. Mình sẽ xóa đi một cái và cân chỉnh cho nó đẹp. Làm 7 cái thôi. Thời gian nó có hạn. Bên trái cho 10 đi. Cho 14 đi. Đấy. Nó hơi ấy nhỏ. Tăng độ rộng của cái kia lên thì đẹp. Bên phải này cho đây. Cho cách margin bên phải là 30. 30 sẽ đẹp hơn. Ok. Tí nữa mình sẽ bỏ hết cái này đi thì nhìn sẽ đẹp hơn đấy. Nào mình tăng cái khoảng cách lên cho đẹp nhé. Rồi ok, tôi phải tí nữa làm xong. Tiếp đến chúng ta sẽ style cái sản phẩm mới. Ok. Tương tự. Sản phẩm mới. Mới. Bên đây chúng ta sẽ đưa một cái thẻ image. Let's see. Chúng ta sẽ đưa vào đây một cái class. Style cái nhầm promo này, khuyến mại này, product à. Các bạn để ý đây nó còn một cái title sản phẩm mới với cái sân thêm nữa này, chúng ta sẽ phải lồng thêm một cái div nữa. Cái div dưới, sẽ bị chỉ để chứa ảnh, còn cái div này chúng ta sẽ để chứa title.
Ok, mình đi start cái product này nhá. Class product. Key. Sẽ cho nó rộng 1.000 piece. Tiếp theo là cái product title. H3 với H5 chấm product title H3 trước, load cho nó bên trái left ôi giời ơi 5, cái này sẽ ở bên phải. Và tiếp theo đi style cái product ID bên dưới. Cái product image nhiều đúng rồi, product image đây rồi, cho nó rộng 1.000, cao khoảng tầm 300 lít, cao khoảng 400 lít. Tiếp theo đến style cái chấm cái gì đây nhỉ, cái này tên là gì nhỉ, class sản phẩm. Margin top 5 pixel bên phải là 10, bên phải là 6 ấy. Bên dưới 5 đi, bên trái 10, bên trái cũng 5 đi. Các bạn refresh tờ xem nó ra như thế nào nhá. Nãy giờ mình đã xây dựng cái khung mới đấy. Refresh đó, nó đã ra được đại khái là như thế. Hai bốn sáu tám, hay hơi to đúng không? Nó thiếu một cái đường viền đỏ đúng không? Đây đây, đường viền đỏ đây. Bây giờ style nó chính là cái product title. Đây chính là cái này, class product title. Đây ta sẽ cho nó border, border button red và solid kiểu định dạng viền như cái này, nó màu ấy nhỏ, màu hơi xấu.
đấy nó lên đường biển chưa? Bạn cho khoảng cách trên dưới cho nó đẹp đẹp một chút. Cái sản phẩm này cho margin, margin top cho 20 thì có đẹp. Refresh. Đó. Tiếp tục chúng ta sẽ xây dựng cái tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng cái ô quảng cáo, ô chứa quảng cáo đây. Ô quảng cáo đơn giản thôi, các bạn sẽ đưa một cái thẻ image address tới cái ảnh đấy quảng cáo. Cho nó tách khối nào ra khối đấy, không đụng chạm đến nhau. Chúng ta sẽ đi style cái ADS. ADS sẽ có chiều cao, cao khoảng tầm 60, rộng 1000 cái content, và margin top 20 bên phải auto bên dưới 10 bên trái auto. Ok, refresh thử các bạn xem nó như thế nào nào. Đó, đã ra rồi đó. Thì như 20 vẫn còn ít, các bạn tăng cái margin này lên, các bạn sẽ sửa đây cho nó trực quan. Margin này các bạn tăng lên 70 thì đẹp 70. Các bạn sẽ style trực tiếp cái ảnh này đi, đánh nhanh style cái width margin. Nó phải viết một thuộc tính ở bên trong đây cho nó công, tại vì ở bên đây nó hơi dài, nó thò ra hẳn bên đây. Refresh. Đó, cho nó bằng với lại cái độ rộng của content. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi style cái sản phẩm bán chạy, vì cái sản phẩm bán chạy nó sẽ giống tương đối với cái sản phẩm mới, thì chúng ta sẽ chỉ cần cái phần sản phẩm mới xuống, ví dụ đây chẳng hạn, đây mới product, bởi vì mình để thuộc tính được cái class kia nó sẽ thừa hưởng hết. Đây cái class product sẽ giống nhau. Bây giờ các bạn thử refresh xem nó ra hai khối rồi nhá. Refresh, đó nó đã ra hai khối rồi đấy, nhưng mà nó nhìn nó hơi rối đúng không? Bởi vì cái này nó đèn lên đây này, các bạn phải tăng cái margin, của cái này lên thử xem như thế nào nhé. Này margin bên dưới tăng lên nào, nó sẽ đẩy xuống đấy, nó sẽ đẩy cái khối bên dưới xuống. Margin 80 của ADS của cái mục quảng cáo 80. Rồi, tạm thời mình như vậy. Cái lần này mình sau này mình ảnh background, color background mình sẽ xóa đi, sẽ không ảnh hưởng gì đến trong web của mình. Xem mình sẽ sửa lại là thành bán chạy và xem thêm. Cái này sẽ là bán chạy. Bán chạy. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đi style cái này, đơn giản đúng không các bạn? Image.
nhãn hiệu đây rồi. Ok. Cái brand. Chúng ta sang đây, brand. Brand này cho khoảng tầm 100 width. À, width 1000 bằng cái comment. Ok. Và cái này này mình cho một cái style giống như cái ảnh ở trên đây, cho nó rộng đủ bằng kích thước của content để nó đỡ bị đi lấn chiếm ra ngoài, để cho nó thò ra ngoài thì nhìn nó rất xấu. Thử nhá, refresh đây, đây là cái nhãn hiệu của mình. Các bạn cho thêm cái thuộc tính margin nữa để cho nó tách biệt ra hẳn những cái khối bị margin top nên cho 40 đi, 40 pixels. Refresh được đó, đẩy xuống rồi đấy, nhìn vẫn chưa đẹp lắm. Còn từ từ thôi đúng không, cho nó tách biệt hẳn ra, tăng lên cho lên 60 cho nó đẹp. Và cuối cùng là cái footer, mày quá sao hết rồi, ngồi trên gạc nóng quá. Width cái này là 1300, sẽ giống cái wrapper bên ngoài. Đấy, 200 chẳng hạn pixel. Background này sẽ cho màu này đi. Ok. Và đây mình sẽ thiếu một cái này, mình sẽ phải cho một cái deep tách biệt ra hẳn, dùng thuộc tính clearable. Refresh xem nào các bạn trẻ. Ok, footer đã ra. Vậy là web của mình tương đối đã hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta muốn bỏ cái này thì chúng ta sẽ bỏ cái nền nó thôi. Ok, thì mình sẽ bỏ nhìn cho đẹp hơn nhé. Cái nhóm 9 được rồi, background FFF. Background mình sẽ thay thế bằng tất cả màu trắng. Background. Đây rồi. Slide footer. Ok, các bạn refresh thử xem nó ra chưa. Ok. Còn cái này nhìn hơi xấu rồi. Cái này khó ra do cái sản phẩm của mình nó tụt nhiều quá, đâu mà nhìn nó hơi lệch. Các bạn chỉnh lại một chút đi, các bạn chỉnh cho cái margin left, bạn chỉnh cho cái đấy, cái margin nếp nó nhầm cái image mới đúng chứ. Đây, cái này cho tăng lên một chút thì nó sẽ đẹp. Đây, các bạn sẽ cho cái sản phẩm này 8 pixel nó sẽ đẹp lên. S đây cho 8. Ok. Vậy là quá trình thực hiện cắt cũng tương đối là hoàn chỉnh. Còn cái footer thì các bạn có thể làm như này, mình sẽ làm nhanh nhá, mình đã làm trước rồi nhưng mà bây giờ làm thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Để cho cái clip nó ngắn thì mình sẽ làm như thế này, mình sẽ copy paste id footer, mình sẽ copy paste cái nội dung này
bởi vì trong đấy mình sẽ chia làm nhiều block. Đâu nhỉ? Đây. Đây. Ok. Nó chia làm nhiều block. Block danh mục, block thông tin, block bài viết. Đấy. Nhưng mà như vậy, bây giờ mình sẽ style cái này thôi, mình đã làm trước rồi. Bây giờ mình chỉ được copy paste vào đây cho các bạn thêm xem thử cái block định nghĩa một từng block con này. Tiếp đến các cái URL bên trong và các cái tên này. H2 thẻ H2. Ok, mình sẽ Control S rồi refresh. Đại khái là như thế. Các bạn muốn căn chỉnh cái này thì sẽ dành thêm một chút thời gian nữa. Mình nghĩ là các bạn sẽ làm được. Ok. Vậy là video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Thank you.